Thủ độc quyền là bài quyền đầu tiên dành cho các môn sinh thanh xuân khi gia nhập. Đây là bài quyền luyện về thủ pháp với những hình tay căn bản. Phần căn bản sẽ không có di chuyển, đứng tấn cao mã nhỏ, hình tay nhẹ nhàng. Bài quyền giúp các môn sinh chỉnh về tư thế, vai chìm, lưng thẳng, trỏng rơi. Đồng thời với phần quyền là phần tập về nội khí, giúp các con môn sinh bắt đầu làm quen với trạng thái về thiền khí công. Bài quyền trông rất đơn giản và không có di chuyển nhiều, nhưng phần khai thác xung quanh các bài bổ trợ thì rất phong phú để giúp cho các môn sinh có thể áp dụng được các kỹ thuật này trong ứng dụng vận động và tự vệ. Lâu mở nó luôn.